Hello, xin chào các bạn. Canas mới vừa là warm up xong để chuẩn bị thực hiện bài tập 10 phút giảm mỡ toàn thân dành cho nam. Đây là bài tập Canas thường xuyên tập luyện vào cuối buổi tập luyện. Thì sau bài tập cardio này thì mới tập tới bụng. Thì hôm nay là mình sẽ đi trước bài 10 phút giảm mỡ toàn thân dành cho nam.